Đang làm gì hả? Lúc nãy có một cô gái tự xưng là Kim Chi. Một hai rồi gặp Lâm Kim cho bằng được. Kim Chi đâu? Còn chờ tụi mày cổng không? Anh bình tĩnh đã. Kim Chi đợi một hồi lâu không được và đã đi về rồi. Nhưng anh yên tâm, trước khi về á, Kim Chi có nhờ tôi trao cho anh bức thư này và dặn một hai á phải giao tận tay cho Lâm Kim. Nè, mà tôi thấy hình như cô ấy hơi quen quen. Hình như là cô ấy là vợ của cô Đông Trường Nam thì phải. Lúc trao thư cho tôi á, đôi mắt cô ấy buồn và đổ que à, dường như là mới khóc xong. Trên mặt lại ửng đỏ một cái tát tay nữa. Mà tôi nghe đồn đâu á, ông Trần Nam á là một người rất vũ phu, thường hay đánh vợ vì ghen. Không biết chuyện này có thật không nữa. Hồng nhan bạc phận quá. Cảm ơn anh đã chuyển thư. Anh giữ kín chuyện giùm tôi. Anh yên tâm đi, tôi biết trên công việc á là tôi với anh hơi xích mích, nhưng tất cả chỉ vì công ty thôi. Nhưng Minh Đức này á tuyệt đối không phải là người bếp xếp đâu. Hay anh yên tâm đi. Cảm ơn anh. Thôi tôi có việc phải đi trước nha, gặp anh sau. Chào anh. Sao lại gửi thư cho anh? Có biết như vậy là mạo hiểm lắm không Kim Chi? Anh Kim, tối nay đúng 8 giờ em sẽ ghé phòng anh. Chuyện quan trọng không thể nói qua thư. Xin anh đừng thất hẹn như 8 năm trước đã từng thất hẹn. Tại sao Kim Chi lại hẹn với mình? Chuyện hẳn là quan trọng lắm. Cô ấy mới mạo hiểm gửi thư cho mình. Không lẽ lời đồn đại Trần Nam là một tên chồng bỉ ổi, vô liêm sỉ, vũ phu, đê tiện, một ngày đánh Kim Chi 80 giác là sự thật? Cô ấy cần mình giải cứu. Nếu vậy thì mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Ôi trời, sao tình như khoanh tay? Nhưng mà Kim Chi à, em phải hiểu là tối nay Chủ nhật phòng mở tiệc chiêu đãi mọi người vì muốn cho không khí vui vẻ. Anh phải lấy lòng hội đồng quản trị. Mình là nhân vật chính mà. Nếu anh không tới, chú Phong sẽ trách. Còn một cái hẹn với tử anh nữa. Bây giờ sao? Kim Chi à, Kim Chi, em bình tĩnh, cho anh một giây suy nghĩ. Bình tĩnh, anh sẽ suy nghĩ ra, em đợi đó nha. Làm sao đây ta? Kim Chi đang cần. Mình không thể bỏ mặc cô ấy bơ vơ khổ sở do chính sai lầm mình đã gây ra. Tám năm về trước, anh đã một lần thất hẹn để anh rơi rứt tới tận bây giờ. Cho nên là anh không thể nào mắc phạm sai lầm nữa. Anh không cho phép mình mắc phạm sai lầm nữa. Bây giờ sao đây? Theo như lời Lý Tài thì đêm nay anh Lâm Kim và chị Kim Chi nhất định là đi ngoại tình. Không thể nào, anh Lâm Kim đâu phải là người xấu.
Làm sao anh làm chuyện trái đạo lý như vậy được? Mà có đúng là trước đây hai người đã yêu nhau không ta? Mà nếu yêu nhau tại sao không chịu cưới nhau? À, lại có cái hẹn gì từ 8 năm trước. Sao hẹn 8 năm trước mà giờ mới gặp? Là sao ta? Muốn biết quá phải làm sao bây giờ? À, hay là mình kể chuyện cho ba nghe. Đúng rồi, mình phải đem chuyện này kể cho ba nghe mới được. À, mà cũng không được. Tối nay á, ba phải tiếp đãi các cổ đông. Đây là chuyện quan trọng lắm, không được. Mình đã hứa với Vú á, là mình không làm phiền ba. Mình sẽ không đem mấy chuyện trẻ con ra để làm phiền và phá phách ba. Làm sao đây, trời ơi, tức Vú bằng thiệt á. Cái lúc mà người ta cần như thế này á, cái lúc quan trọng bức bách như vậy á, tự nhiên lại đi làm qua làm gì tặng cái tử anh. Bỏ người ta qua một bên như vậy, làm sao đấy. Lỡ như mà chuyện này xảy ra thiệt, mà lỡ chú Trần Nam bắt được, thì anh Lâm Khiêm và chị Kim Chi nhất định sẽ xấu hổ lắm. Không đâu. Chắc chắn là anh Lâm Khiêm sẽ không làm như vậy đâu. Anh Lâm Khiêm là người tốt mà. Chị Kim Chi trông cũng rất là hiền lành. Làm sao đây? Ơi! Anh biết rồi, kế hoạch của em á, bất quá chỉ là cái trò trốn tìm thôi. Trốn tìm? Trò chơi 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 trốn tìm! Chính xác! Không biết lát nữa Lâm Khiêm sẽ đưa mình đi đâu chơi ta. Thật ra thì anh ấy cũng không đến nổi. Nhớ lần trước, anh ấy bao hết cả nguyên nhà hàng, còn mướn nhạc công để đàn cho mình nghe nữa. Chẳng qua vì anh ấy quá giỏi, quá nhiều công việc, nên không thể toàn tâm toàn lực lãng mạn với mình được. Mà nếu lần này á, Lâm Khiêm không biết đưa mình đi đâu chơi á, mình sẽ mạnh dạn gợi ý với anh ta. Chị Trang Đài nói á, đám đàn ông nói vậy thôi chứ khờ lắm, không có biết phụ nữ muốn gì đâu. Muốn gì á thì phải nói thẳng. Phải công nhận á, chị Trang Đài có mắt thẩm mỹ ghê á. Áo này đẹp thiệt nè. Lâm Khiêm nhìn thấy chắc thích lắm. Lâm Khiêm, làm gì mà nóng lòng dữ vậy? Mới 7:30 hồn. Alo. Chưa gì mà anh nóng lòng rồi. Tự nhiên à, anh cảm thấy trong người không được khỏe. Tự nhiên là tay đứng anh bủng rủng, mắt mở tay điếc. Anh không khỏe hả? Anh bị nhức đầu chóng mặt hay là anh bị sốt? Anh không chỉ nhức đầu mà anh nhức đủ chỗ hết á. Bây giờ anh mệt lắm rồi. Anh không thể nào đi chơi với em được. Em hiểu không? Hả? Mà thôi, bệnh vậy còn đi chơi gì nữa. Anh ở yên trong phòng đi. Em qua chăm sóc anh ha. Không được. Đừng có động nha. Anh không sao, yên tâm. Anh đi bị nhức đầu thường thôi. Bây giờ em rủ Phi Ân đi, rủ Phi Ân đi, đi dạo đi. Hay là đi khách sạn đi. Chết, hay là đi đâu cũng được. Sao vậy? Sao không cho em qua thăm anh? Anh có xem em là bạn gái của anh không? Có. Bây giờ, khoai. Nói chứ, hồi nãy giờ là anh giỡn với em đó. Thật ra là anh không có bệnh gì hết. Anh chỉ muốn một mình ở trong phòng để chỉnh sửa lại bản kế hoạch. Nói cho em hiểu là ngày mai anh phải trình bày trước hội đồng quản trị. Hiểu không? Em đừng có lo lắng gì hết. Ngày mai gặp anh sẽ đền cho em. Còn bây giờ anh phải cúp máy nha. Anh phải làm việc đây nha. Rồi ngày mai anh sẽ đền cho em. Bây giờ anh cúp máy nha. Em đừng có gọi điện cho anh không bắt máy đâu. Nha, cúp máy nha. Hả? Anh à? Lâm Khiêm. Chưa gì hết đã cúp máy rồi. Đáng ghét.
Kim Chi, anh xong rồi. Anh tới với em đây. Tử Anh, anh xin lỗi Tử Anh, anh lại làm em giận nữa rồi. Anh hứa là ngày mai anh sẽ đền cho em. Bây giờ phải làm gì ta? Phải làm gì đây? À, gọi chú Nhật Phong. Chú Nhật Phong, gọi chú Nhật Phong. Dạ thưa chú, tối nay con có một cuộc hẹn rất là quan trọng, cho nên là con không tiếp đại hội đồng quản trị được. Dạ, đâu có, dạ chắc là bị tiêu chảy đó chú. Bị đau bụng á, chắc là hải sản nhiều quá. Dạ không sao chú. Dạ con ổn mà. Dạ rồi, con uống rồi. Dạ. Dạ. Chú ơi, bây giờ con khó chịu quá. Bây giờ con phải tập trung để làm bản kế hoạch, để ngày mai á con có thể trình bày trước hội đồng quản trị. Bây giờ con phải tắt máy để con tập trung làm việc. Những lúc con làm việc á thì con không muốn bị làm phiền. Chú hiểu không? Thôi bây giờ con cúp máy nha. Cúp máy. Vậy là xong mọi chuyện. Kim Chi, anh thoải mái với em rồi đó Kim Chi. Bây giờ anh rảnh rồi đó Kim Chi. Hay quá Lâm Khiêm ơi, mày hay quá. Lâm Khiêm ơi, mày hay quá. Cái chuyện khó khăn gì mà mày cũng làm được. Bây giờ sao nữa đây. Ủa, giờ rồi hả? Tới giờ rồi hả? Bây giờ sao? Chào. Hả? Tại sao lại là cô? Hả? Phải em chứ là ai bây giờ? Bây giờ anh bận rồi, anh không thể tiếp em biết được. Rồi, em biết anh bận rồi. Đi về đi. Quên. Em có tin phải báo cho anh. Không, bây giờ anh không còn biết tin gì hết á, anh gấp lắm rồi. Ê, khoan, em có tin, tin quan trọng lắm. Khoan. Kim Chi. Tin vui lắm, tin vui. Nói đi. Nghe không? Nghe. Chị Kim Chi, đợi anh với cầu thang á. Tại sao bây giờ không chịu nói? Kim Chi. Vì sao ta? Không được. Cướp hà. Cướp hà. Cướp hà. Goodbye. Đâu rồi? Giận mặt với tôi hả? Đâu rồi? Hả? Cô giận mặt với tôi hả? Không thể nào. Mắt mình có thể mờ nhưng tai mình không thể nào sai được. Mình... Đúng mà, có tiếng gõ cửa mà đúng không? Không thể nào là Kim Chi được. Kim Chi, Kim Chi. Em
Ê, em dừng lại, em dừng lại. Em đừng có vô. Từ từ nha. Rồi bây giờ. Kim Chi bây giờ em đừng có vô nha. Từ từ nha. Em anh Kim Chi à, tặng em bông bông này được không? Em anh làm cái gì vậy? Mời em ngồi. Em cho anh một phút nha. Năm giây thôi nha. Anh làm cái gì vậy? Trông anh kỳ quá à. Có sao không? Em khỏe không? Em khỏe. Anh cũng khỏe. Em tới nào vậy? Em mới tới hả? Em tới nãy giờ rồi, nhưng mà em không dám vào. Sao vậy? Em sợ đủ thứ. Em sợ rủi người trong phòng không phải là anh. Rồi sợ nếu là anh thì anh giận đuổi em về, không tiếp. Đâu? Anh làm gì giận đuổi em về? Anh mời em vô cũng hết nữa, sao đuổi em về? Em cũng như hồi xưa ha, cũng nhút nhát như thỏ vậy. Anh như củ cà rốt. Còn thích chanh rơm không? Em muốn gì? Cà phê, nước ngọt, trà đá, rượu, bia. Không, trong phòng anh chỉ có nước lọc thôi. Thôi, cho em ly nước lọc đi. Anh cũng định vậy. Nhìn em ốm và xanh xao quá. Hay là cuộc sống gia đình em không có được hạnh phúc hả? Nghe nói một ngày em bị quýnh tám. Lâm Khiêm hả? Em thấy anh vẫn trẻ như xưa đó. Ủa vậy hả? Lại em còn nha. Em thấy anh chững chạc nè. Lại phong độ hơn trước nữa. Sao anh không lập gia đình? Có phải vì em không? Anh vẫn còn giận em phải không? Không, anh đâu có giận em đâu. Sao mà giận em được? Lỗi là lỗi tại anh hết. Phải chỉ hồi đó anh đừng có con nít quá. Anh đừng có nói những cái lời mà em giận á, thì em đâu có bỏ đứa con đâu. Anh đã biết lỗi rồi. Nhưng mà bây giờ biết lỗi cũng muộn rồi. Bây giờ em có chồng có con rồi giờ. Nói vậy anh vẫn tin chuyện em bỏ đứa con là thật sao? Tin, trời anh tin lắm luôn á. Em nói là anh tin nè. Sao mà anh không tin được? Tại vì lúc đó em muốn anh cưới em, cho nên em mới nói dối. Chứ thực sự em không có đứa con nào cả. Nói dối hả? Nói dối là nói láo hả? Nói láo là nói dối là nói xạo hả? Nói xạo là không thật hả? Tại sao vậy? Tại sao em làm cho anh cắn rứt lương tâm suốt 8 năm trời? Em có biết 8 năm trời không? Hả? Anh đã sống trong mặc cảm tội lỗi vì anh là người gián tiếp giết chết con của mình. Sao em ác quá vậy? Em nhận lời lấy Trần Nam là gì? Em muốn giúp gia đình trả một món nợ lớn, chứ không phải vì giận anh. Vậy mà anh cứ tưởng là mình là nguyên nhân em lấy Trần Nam. Anh cứ tưởng là mình là nguyên nhân đẩy em vô cái cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này. Mà giờ em yên tâm đi, anh hết tưởng rồi, giờ anh biết rồi. Chính vì vậy cho nên anh áy náy, cho nên không yêu người khác được, có phải không? Cái hợp đồng giải quyết xong hết chưa em? Chưa. Ăn ngon rồi. Ăn đây được ha. Không, đây cũng đẹp. Này từ trước tôi có đi một lần rồi. Không, tôi có phục vụ rất là hay. Đây em mới đi ăn được tiên đấy. Đúng là sang gọc hết cường. Thì trước tôi cũng đi công tác. Anh Thành nè, với đồn dạo này anh đầu tư vào thị trường bất động sản trúng lắm phải không? Xin chúc mừng anh. Trúng gì mà trúng, dạo này bất động sản đúng băng rồi, bất di bất dịch. Thuận may mà tôi vừa thấy
hết mấy lô đất ở Thủ Đức. Nếu không lâu lắm rồi, không biết tôi phải ngậm giống cho tới bao giờ. Tôi cũng đang nghĩ coi mình nên đầu tư vào đâu để mà cho sinh lợi đây nè. Theo tôi thì anh nên đầu tư vào thị trường sản xuất đi, chắc ăn hơn. Tôi cũng đang nghĩ như vậy. Thấy công ty mình dạo này làm ăn cũng được, tôi cũng mừng. Chứ đầu tư vào bất động sản, bấp bênh, dễ chết lắm. Mời anh. Mời. Anh ơi, em đi tìm Phi Ân nãy giờ rồi mà không thấy con bé đâu hết á. Trời ơi, cái con nhỏ này, nó dặn kỹ rồi, vậy mà đi đâu cũng không biết nữa. Lại lo lắng cho cô công chúa nữa hả? Xin lỗi anh, đúng là tôi đang lo. Phi Ân nó biến đi đâu mất, từ đầu buổi tiệc tới giờ cũng không thấy nó nữa. Con bé cũng lớn rồi mà, chắc lén đi chơi với người yêu đâu đây mà. Không đâu, Phi Ân nó còn nhỏ lắm, mấy chuyện này nó không biết đâu. Chỉ lo là lo nó đi lạc thôi. Không có lạc được đâu, nếu có lạc thì cũng vòng vòng cái resort thôi à. Xin lỗi, chắc có lẽ là tôi phải đi kiếm con bé, không thể tiếp anh được, anh thông cảm nha. Mình tự lo. Dạ xin lỗi anh. Ủa, nè anh Phong, sao sáng giờ tôi không thấy gã kỹ sư tài giỏi của anh đâu rồi? Lâm Khiêm hả? Hồi chiều ăn nhiều hải sản quá, đau bụng nằm ở trên phòng đó. Tôi thôi cũng mình đi em. Dạ. Sao kỳ vậy? Kim Chi, Lâm Khiêm cùng đau bụng, trùng hợp vậy anh sao? Anh, vợ của anh đang hẹn hò với Lâm Khiêm trên đó kìa. Anh nói cái gì? Anh nói thật không? Thật. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Một khốn kiếp mà. Anh Nam, tao sẽ giết mày. Anh Nam, anh Nam, anh Nam, anh Nam. Cái gì giùm tao được? Cái gì vậy? Trời ơi. Muốn đấu với Lý Tài này hả? Chưa đủ tư cách đâu. Cũng may là anh hẹn em ra đây, cho nên mình mới hiểu rõ sự việc. Chứ không thì em và anh... Anh hẹn hả? Em hẹn mà. Anh đâu có hẹn em đâu. Anh nói gì vậy? Em đâu có hẹn anh đâu. Anh hẹn em mà. Giỡn hoài. Anh hẹn em mà. Em mà gửi thư cho anh nè. Không có mà. Ý là bây giờ để lấy cái thư cho em xem. Đâu? Anh để thư đây nè. Đó. Thư này hả? Thì đó, đúng rồi, cái thư đó. Em tới tận hội trường, nhà Minh Đức gửi thư này cho anh nè. Em mới cứ giỡn hoài. Anh biết á là em còn giận anh. Em còn ngại. Nhưng mà thật ra ở đây là chỉ còn em với anh đâu mà. Đâu có gì đâu ngại đúng không? Nét chữ của em mà. Nét chữ thì giống của em. Nhưng mà thư này không phải của em. Em đưa với thư này đâu. Vậy thư này là của anh. Ủa, không phải của em. Không phải của em hả? Trợ lý của anh đến gặp em cơ mà. Ủa, đâu có trợ lý đâu. Trợ lý anh là ai? Anh ta còn đưa cho em chìa khóa phòng của anh, nói là em cứ tự nhiên mở cửa mà vào. Ủa vậy hả? Không lẽ... Thôi chết rồi. Hả? Thôi chết rồi. Hai đứa mình bị vô bẫy rồi. Vô bẫy hai gì? Đứa mình nằm trong rõ rồi. Là sao anh? Nói chung là có người hại anh. Có người muốn hại anh. Có người muốn đưa hai đứa mình vô bẫy á. Hả? Trời ơi. Vậy là... Là chết em rồi. Hả? Anh Nam không chỉ ghen mà còn rất đa nghi nữa. Nếu như mà ảnh tới đây ảnh nhìn thấy em trong phòng với anh như vậy á, thì... Trời ơi, con lấy hết nước sông Hoàng Hà cũng không rửa hết oan ức của em đâu. Không cần nước sông Hoàng Hà đâu em cứ vậy đó. Thế nào em cũng bị dấn ra ngoài biển à. Ở biển gần đây nè. Thế nào em cũng gọi sạch nước biển luôn á. Bây giờ sao? Là... Thôi bây giờ em bình tĩnh á, em ngồi xuống đi. Ngồi xuống, bình tĩnh. Ngồi xuống, đừng có hối là nó rối á, hiểu không? Em để anh. Trời ơi, mấy cái chuyện này anh giải quyết dễ mà. Em ngồi đó. Vậy thì anh giải quyết đi. Lẹ lên, con có chuyện gì không? Sao rồi anh? Mở cửa ra. Mở cửa. Tôi nói thiệt á, đừng có đập cái cửa hơn cái cửa của xã. Chắc chắn là bây giờ ông bước vô, ông sẽ nghĩ là em đã được. Mở cửa. Có ý kiến. Phi Ân. Trời, sao những lúc cần thiết á thì cô không xuất hiện, mà những lúc không cần thiết á thì cô xuất hiện. Làm cái gì? Cần, đi vô, nhanh lên. Nhưng mà được, họ lục tủ thì sao? Đúng rồi, đi em ăn chui vô đó đi em. Đi. Ê, để nhét vào cái tủ. Em mang nhét luôn đi.
Rồi, rồi. Cô tưởng là cô giữ biết em lắm hả? Đi ra mở cửa, nhanh. Đi ra mở cửa. Dạ, 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 dạ. Trời ơi, từ từ cái nó mở. Làm gì mở cửa lâu quá vậy? Bình tĩnh. Ồ, đông quá. Lâm Kim. Đông quá, mọi người có chuyến viếng thăm bất thường ha. Cô bà em tới đó chuẩn bị là hỏi thăm ba em nha. Mở cửa. Mở cửa. Từ từ, từ từ. Rồi. Mở cửa rồi kìa. Nói gì từ từ nói nha, nói gì từ từ thì nói. Từ từ giải quyết nha anh. Chào anh Trừng Nam, anh khỏe không? Ô, mọi người tới đông đủ vậy à? Vui quá. Sao tụ tập trước phòng tôi làm gì vậy? Em ơi, sắp có tiết canh năng á nha. Tao đã bắt Giang tại trận. Có phải? Chính mày không cho ông khí. Mày đang hẹn hò với vợ tao. Anh đang cầm hung khí nha. Anh hạ hung khí xuống đi. Trời, anh nói bậy không mà, làm sao mà tôi hẹn hò với vợ anh được? Bậy không à? Ở đâu? Vợ đâu? Vợ đâu? Vợ. Vợ. Đi 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 theo đi theo. Có ai chậm không? Kìa có ai đang nằm kìa. Ủa, nhà Nam ơi, con. Ủa, ai vậy? Không lẽ là thế ngày thôi. Phải vợ vợ không? Để tao coi mày. Trời ơi, đúng rồi, đúng rồi. Còn cái thích còn chó cái nữa không nghe. Đâu rồi? Chùm bít chùm đầu hết biết đâu. Đi ra đây. Hả? Phi Ân kìa. Ủa sao con nằm trời đất. Sao lại là Phi Ân? Đây trời. Cái gì? Phi Ân mà? Có gì đâu? Ờ, Phi Ân mà. Còn Kim Chi đâu? Cái gì? Tôi không có ăn đồ Hàn Quốc. Bắt mấy con Kim Chi đây. Hả? Ở đây chỉ có Phi Ân thôi. Được không? Đúng vậy. Chỉ trời có Phi Ân thôi. Phi Ân à. Sao con đang nằm giường Lâm Kim? Con biết con đang làm cái gì không? Trời đất ơi, có người đàn ông nào mà vậy không? Hả? Hả? Gì Lâm Kim có gì đâu mà sai. Đúng, đúng không? Rồi, có gì đâu mà sai. Thôi thôi thôi. Mọi người. Chuyện này không có gì lạ hết. Chỉ là tôi sơ suất quên giới thiệu với mọi người. Thật ra Phi Ân với Lâm Kim đã yêu nhau lâu lắm rồi và cũng đã định sẵn ngày đính hôn. Cho nên là hai đứa thân mật với nhau thì cũng là chuyện bình thường thôi. Đúng rồi đó. Tôi và Phi Ân đã định ngày đính hôn. Bây giờ sao? Có vấn đề gì không? Hả? Sao mà mọi người thất vọng vậy? Hả? Trong này có ông nào bà nào yêu tôi hả? Hả? Lâm Kim à? Gì? Tôi hỏi. Bây giờ tôi hỏi kỹ cậu một lần cuối. Cậu với vợ tôi có làm gì không? Thấy chưa? Bây giờ mọi người ở đây chứng kiến nè. Bây giờ có Phi Ân ở đây nè. Có làm gì không? Không. Rồi đó, có người làm chứng rồi đó. Nghe rõ không? Thôi thôi thôi. Chồng vợ với nhau mà bây giờ nghĩ vợ ngoại tình hả? Thôi được rồi. Anh lúc nào cũng đang nghĩ như vậy thì làm sao mà đàn bà con gái người ta chịu được đúng không? Được rồi mà Lâm Kim. Bây giờ anh suy nghĩ lại đi. Là anh làm sao hay đúng? Hả? Thôi. Mệt quá rồi. Thôi thôi thôi. Thôi thôi được rồi. Cậu ngồi xuống đây đi. Bây giờ tôi cũng xin lỗi mọi người. Chắc có lẽ là tại tôi quá đa nghi. Quá đa nghi cái gì? Cái cuộc sống của vợ anh á là không khác gì ngục tù. Bất hạnh khi có một người chồng như anh. Thôi đủ được con. Anh đi gọi lại anh đi. Mình tỉnh lại. Anh đi xem lại chồng mình đi. Chuyện cũng không có gì. Xin mời mọi người xuống tiếp tục nhập tiệc. Có nhiều cách giữ chân nhân tài. Nhưng mà tôi không ngờ á, ông lợi dụng cô gái của mình. Anh nói cái gì? Hả? Anh nói cái gì? Anh có ngon á? Anh nói lại coi. Tôi mà. Anh nói cái gì? Buông ra. Trời ơi, anh nói cái gì? Đứng lại. Còn chú nữa, chú ơi, con nói chú nghe nè. Lâm Kim. Còn cô nó buông ra. Tại sao ở trong phòng tôi? Đi ra, đi ra ngoài liền. Đi ra, không diễn. Đi ra, đi đi. Trời ơi. Con nói chú nghe. Chú tức đúng không? Chú tức cũng phải thôi. Con là một người đàn ông nè, con mà còn tức nữa nè. Làm sao mà có thể có một người đàn ông như vậy, đúng không? Chú á, là chú cản á. Chứ không thôi á, là hồi nãy là... Tôi không ngờ cậu đối xử với tôi như vậy. Phi Ân, về với ba. Không được, không được. Chuyện này chưa giải quyết xong có không về được. Con có nghe bà nói không? Đi về. Cô em, cô em, cô em, cô em. Nếu biết trước yêu là tràn đầy thất vọng và bực bội, sống trong nỗi chờ mong, mình sẽ không thèm yêu đâu. Ngày mai mình về Sài Gòn, mình nhất định sẽ trả nhẫn lại cho Lâm Kim. Không thèm yêu nữa. Sẽ tập trung vào việc học. Như vậy tinh thần sẽ thoải mái hơn.
Đẹp quá. Lại là Vũ Bằng bày trò nữa đây. Sao Lâm Khiêm không lãng mạn như Vũ Bằng ha? Chỉ cần bằng nửa Vũ Bằng thôi, mình cũng vui rồi. Theo đường của những gì sao, tình yêu đang chờ Tử Anh trên biển đêm huyền diệu. Hãy đến nha, gã si tình đang mòn mỏi đợi chờ Tử Anh đó. Đêm nay nếu không gặp thì sẽ không về ha. Sao mà quyền bí như Romeo Juliet vậy? Hết tặng hoa hồng trên chiếc xe đến tranh hoa hồng, bây giờ lại đến hoa hồng giấy. Khéo tay thiệt. Hoa hồng giấy mà nhìn như là hoa hồng thiệt vậy. Không biết gã ngốc này còn bày trò gì trên biển nữa đây. Nằm ở đây giận dỗi cũng chẳng được gì. Hay là mình ra đó xem, cũng đâu mất mát gì. Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên quên cây đàn tình ta. Đêm khuya thao thức mơ màng. Dạ Vũ Bằng ngố này, làm thiệt sao? Tìm đến cô nàng ngây thơ tình ta. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn nằm đó, nhưng em đâu rồi? Tình ta. Bông hoa trên phím tươi cười, gửi tiếng tăng đóa, hoa đợi xinh xinh. Tình ta. Ê? Ồ? Tử Anh. Hay thiệt. Tôi không ngờ là anh có thể vừa đàn vừa hát hay tới vậy đó. Chỉ là một chút tài lẻ, Bằng muốn Tử Anh vui thôi. Tử Anh không có phiền chứ? Không, tôi thích bài hát này lắm. Tử Anh thấy nghệ thuật sắp đặt của tôi có lãng mạn không? Ừ, cũng được. Tôi có chuẩn bị một ít đồ ăn và thức uống, mình bày ra làm tiệc ở đây nha. Dạ tiệc. Đúng rồi, anh nhắc mới nhớ, chiều giờ tôi chưa ăn gì hết. Anh định đãi tôi món gì vậy? Lúc sáng á, lúc ăn buffet, tôi có lén lấy một ít bánh mì. Hả? Chuyện mất mặt như vậy mà anh cũng dám làm nữa hả? Tự anh thông cảm nha, tại là sinh viên nghèo, với lại cái này là nằm trong phần ăn của tôi mà. Ôi. Đây nữa nè. Ủa, trong cái hộp này là cái gì vậy? Anh đừng nói với tôi là anh lấy trong tiệc buffet ra nha. Không, cái này á là thịt bò. Lúc trưa tôi có lén ra chợ để mua. Tôi chuẩn bị bánh mì đan với món thịt bò, rất dễ ăn và dễ làm. Thịt bò hả? Có rất nhiều món ăn, nhưng món này á tôi thấy rất là đơn giản và rất dễ làm.
Còn cái chảo đó cũng mới mua luôn hả? 10 ngàn. Sẵn nhà thiếu chảo, tôi mua về để dùng luôn, nhất cử lưỡng tiện mà. Anh nấu lẹ đi, tôi đói bụng rồi đó. Cô coi phụ tôi dọn mấy thức uống ra đi. Có mấy lon nước ngọt bỏ trong giỏ, hồi chiều bỏ tủ lạnh, giờ nó còn lạnh đó. Ôi trời. Nè Tứ Anh, Tứ Anh tranh thủ ăn liền nha, để cho nó nóng. Cũng hấp dẫn lắm đó, không biết mùi vị sao đây ha. Nói không phải khoe chứ tôi á làm đồ ăn ngon lắm, không có thua gì nhà hàng đâu. Không cần phải quảng cáo, ăn là biết liền thôi mà. Sao ngon thiệt đó. Ủa, có 2 miếng thôi nè. À anh đưa hết cho tôi rồi lấy về ăn. Hồi chiều tôi ăn cơm rồi, bây giờ còn no lắm. Tự anh chưa ăn gì mà, tự anh cứ ăn đi. Vậy tôi không khách sáo đâu ha. Còn bánh mì nữa nè, ăn đi. Tự anh, bây giờ tự anh cứ ăn đi, tôi đàn và hát cho tự anh nghe nha. Anh hát bài nào hay hay đó. Hôm qua tôi đến nhà em, cây đàn nằm đó, nhưng em đâu rồi? Tiếng ta, tiếng 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 thơ. Thực ra anh chàng này cũng đâu xấu xí lắm đâu. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn còn nằm đó, em đâu rồi em ơi? Đàn ơi, thôi cứ lên tiếng than, thôi cứ reo nói hoang trên đường về quê hương. À, ba! Sao, ba nói, ba nghe con giải thích, mà chưa nói gì hết, ba đã đánh con rồi. Thì bây giờ nói đi. Chưa nghe đã đánh rồi, bây giờ không nói nữa. Con phải nói, con với Lâm Khiêm đã làm cái gì? Con có làm gì đâu, thì con chỉ... Sao không nói? Con qua phòng Lâm Khiêm để làm cái gì? Con không thể nói được mà. Tại sao không thể? Anh Lâm Khiêm không cho con nói. Nhưng bà bắt con phải nói. Hai đứa đã làm cái gì? Tại sao con lại nằm trên giường của Lâm Khiêm rồi ăn mặc phong phanh như vậy? Trời ơi, con đã nói rồi, con không thể nói được mà. Nếu con không nói, bà sẽ đánh con đó. Thì bà đánh đi, con không nói đâu. Con đã hứa rồi, con không thể nào thất hứa được. Con đừng có thách thức ba nghe. Bà không có muốn đánh con đâu. Con có thách ba đâu. Trời ơi, nhưng mà con không thể nói được. Sao không bây nói giờ, được hả? Bà đánh con chết cũng vậy thôi à. Lần cuối bà hỏi con nói không? Không. Không nói, không nói, không nói nè. Coi thử coi con cứng hay là roi của ba cứng đây. Nhật Phong, anh làm gì mà nói khóc dữ vậy? Anh đang dạy con, không có chuyện gì thì đừng làm phiền anh. Anh đánh Phi Ân sao? Thường ngày anh cưng con bé lắm mà. Ai biểu nó cứng đầu, hỏi không chịu nói. Bị bắt tại trận như vậy, con bé đã xấu hổ lắm rồi. Anh không nên dồn ép nó như vậy nữa. Khách ở ngoài kia đang đợi anh kìa, anh ra tiếp khách đi. Bây giờ anh không còn tâm trạng nào để tiếp khách được. Nhưng mà lúc nãy á, anh đã nói với mọi người là Lâm Khiêm và Phi Ân đã kết hôn với nhau rồi. Bây giờ anh làm to mọi chuyện lên á, chẳng có lợi ích gì hết á, mà còn mất mặt mình thêm thôi à. Anh biết rồi, cảm ơn em đã nhắc nhở.
Chuyện này anh cứ để cho em, em sẽ lựa lời nói với Phi Ân. Cũng may là có em đến kịp đó, không thì anh đánh chết nó rồi. Anh ra ngoài tiếp khách đi, tâm trạng phải thật thoải mái và bình thường nha. Chuyện đâu còn có đó. Được, anh ra ngoài tiếp khách. Em khéo nói chuyện với con bé giùm anh, coi thằng Lâm Khiêm á, nó đã làm gì con nhỏ rồi. Thằng khốn này thì uống cộng anh tin tưởng nó. Biết rồi mà, anh đừng có nóng. Em sẽ hỏi Phi Ân rồi nói lại với anh nha. Đi đi anh. Phi Ân, em có đói bụng không? Chị lấy bánh cho em ăn nha. Chị đừng mong lấy lòng tôi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Tôi sẽ không để cho chị thay thế chỗ của mẹ tôi đâu. Phi Ân, em nói gì vậy? Đừng tưởng tôi không biết, chị với ba tôi đã ngoại tình đúng không? Bây giờ chị đang đến đây để lấy lòng tôi đúng không? Không Phi Ân, em hiểu lầm chị rồi. Đi ra khỏi phòng tôi ngay, tôi không muốn nhìn mặt chị. Đi ra ngay. Phi Ân, nghe chị giải thích đã mà. Phi Ân, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Được rồi, đi ra. Được rồi, giờ chị đi ra được chưa? Đi ra khỏi phòng, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đi ra. Đau quá. Ba này, chuyện không có gì mà đánh người ta đau quá. Đúng là đổi tính rồi. Bây giờ ba có bầu nhí rồi, ba hết thương mình rồi. Vũ ơi, con khổ quá Vũ ơi. Trời ơi, ba hết thương con rồi Vũ ơi. Tại sao không phải là Kim Chi mà là Phi Ân? Mày nói với tao, chính mắt mày thấy Kim Chi bước vào phòng của Lâm Kim kia mà. Em cũng không biết nữa, em thề với anh luôn á, em đã tận mắt thấy Kim Chi bước vào phòng của Lâm Kim luôn đó. Vậy thì tại sao là Phi Ân? Chuyện này, trời ơi, em cũng không biết giải thích với anh như thế nào nữa. Em không biết Phi Ân vô lúc nào nữa. Tức thiệt á. Mẹ, bao nhiêu công sức, coi như đổ sông đổ biển. Sao chuyện này, chắc chắn là Trần Nam sẽ tin tưởng Lâm Kim nhiều hơn, sẽ mạnh dạn đầu tư và phát triển nông trại. Không, không thể nào. Trong chuyện này nhất định phải có một bí mật bí ẩn nào đó. Rõ ràng Lâm Kim đang cặp với Tử Anh. Tại sao Nhật Phong lại tuyên bố là Lâm Kim lại có đính hôn với lại Phi Ân? Chuyện này em cũng đang thắc mắc đây nè. Còn hai ngày nữa đại hội mới kết thúc, mày phải theo sát Lâm Khiêm và Phi Ân cho tao. Mày phải tìm cách chụp hình và ghi âm những cuộc nói chuyện của tụi nó. May ra có thể tìm được một chút manh mối gì đó. Nếu chuyện đính hôn là giả, tao sẽ có cách lật lại chuyện này và nói lại với Trần Nam. Cũng chưa hẳn hết hy vọng đâu. Dạ, em sẽ cố gắng hết mình. Anh yên tâm đi, anh cho em một cơ hội nữa nha. Biết thì đi đi. Dạ, em đi liền. Mọi thứ đều rất chặt chẽ, vậy mà lại thua vào tay con nhóc Phi Ân. Tức thiệt. Lúc nãy bà đánh con chắc đau lắm. Bà cũng thiệt tình, đánh con sao mạnh tay dữ vậy không biết nữa.
Đứa con ngốc nghếch này không biết đã bị thiệt thòi những gì với Lâm Khiêm rồi. Hắn là tay sát gái nổi tiếng, tại sao mình không đề phòng chứ? Phi Yến ơi, anh đã không tròn lời hứa với em rồi. Ba yêu người khác rồi, ba không yêu con nữa mẹ ơi. Ba đánh con ghét ba lắm. Con ghét ba. Phi Ân. Con ghét ba. Ba đây. Con sao vậy? Ba. Con yên tâm đi. Ba sẽ không thương yêu ai khác. 18 năm trước đã như vậy. Và bây giờ cũng như vậy. Chỉ có con và mẹ con ở trong lòng của ba thôi. Đang ngủ ngon mà ai gọi giờ này vậy? Alo. Nhỏ kia, đang làm gì vậy? Hả? Tao đang ngủ mà. Mày đang ngủ hay là đang khóc đó? Có chuyện gì? Tao là bạn mày nha, mày đừng có giấu nữa. Mày tâm sự với tao nè. Dù sao mình cũng là bạn thân mà. Mày nói gì? Tự nhiên nói tao buồn rồi khóc. Ê nhỏ kia, nửa đêm ngủ không được á, rồi gọi điện quậy phá, không cho ai ngủ hả mày? Trời ơi, chứ như vậy mày không biết chuyện gì hả? Biết gì? Thì chuyện mày bị Lâm Khiêm bỏ đó. Trời ơi, tao buồn ngủ lắm đó nha, không có thời gian mà nói chuyện với mày đâu, cúp máy à. Đừng có cúp, tao không có nói giỡn đâu, tao nói thiệt đó. Chuyện nó ầm ĩ trên mạng kìa, mày không biết sao? Mày nói chuyện gì? Thì mày cứ lên mạng đi, coi thông tin về Lâm Khiêm, một thiên tài kinh tế, sắp cưới vợ. Mà người vợ đó không phải là mày. Trang nào? Thì mày cứ vô blog của mày đi. Tao không biết ai tung lên mà có hình của Lâm Khiêm. Bị bắt ghen tại trận đó. Được rồi, để tao vô coi. Mày đọc tin này hồi nào vậy? Tao mới đọc đây nè. Đọc xong tao gọi cho mày liền. Giờ này mà còn lên mạng, mày rảnh quá hả? Tao lên nông trại rình người ta rồi mày ngủ tao ăn cắp. Thấy buồn quá nên tao mới lên blog của mày. Xem thông tin, ai dè, tá quả tâm tinh. Tao thấy vậy á, tao gọi điện cho mày nè. Sao lại có chuyện này được chứ? Tử Anh, mày đọc xong chưa vậy? Đứa nào đăng thông tin lên mạng á là tao là người yêu của Lâm Khiêm vậy hả? Còn tung cái thông tin là tao với Lâm Khiêm đi dự đại hội cổ đông nữa hả? Là tao chứ ai. Nhỏ kia, sao mày nhiều chuyện quá vậy? Lúc đầu tao đâu biết chuyện xảy ra như vậy đâu. Tao thấy mày với Lâm Khiêm thân thiết nên tao muốn viết một ít thông tin, với lại tải một ít ảnh lên để chọc tức mấy con kia thôi. Ai giờ bây giờ thì mày vừa lòng rồi chứ gì? Thông tin này mà lan truyền ra thì đám con Hồng với con Nhung á, nó cười vô mặt tao mày biết không? Cả đám con trai trong trường nữa. Nó sẽ cười vô mặt tao nè. Chảnh quá nên mới bị quả báo như vậy đó. Thôi, tao xin lỗi mày mà. Tao đâu có lường trước được tình huống này đâu. Mà tao hỏi mày nè, chuyện có phải vậy không? Mà biết đâu tin dịch của mấy tụi kia nhát mày sao? Mà mẹ ở đó sao không biết gì hết trơn vậy? Thôi được rồi, mày cúp máy đi.
Tao gọi điện thoại hỏi Lâm Kim cái đã. Tao nghĩ đây là trò đùa giật gân của đứa nào thôi. Nè nè nè, có gì thì phải gọi liền lại cho tao nha. Nhớ đó, tao lên mạng. Tao sẽ đính chính lại rồi chửi cho tụi nó một trận cho tụi nó biết cái tay. Ok, bye. Không thể bắt máy nữa. Gì? Buổi họp này chắc quan trọng lắm. Không biết hôm nay học cái gì nữa. Thôi, mình tranh thủ lên thì lên coi xem coi dự án thế nào. Không, tôi cũng coi dự án rồi. Tôi tranh thủ là phức tạp lắm. Đêm qua em có hỏi được chuyện gì không? Vậy là từ bây giờ Phi Ân hiểu lầm mối quan hệ với em và anh, nên không chịu nói chuyện với em. Con bé này càng lúc càng cứng đầu. Một lát nữa nó về. Thôi mà anh. Nếu nó không chịu khai, anh sẽ cho nó một trận. Thôi anh, bữa nay là buổi quyết định. Anh không nên tỏ thái độ với Lâm Kim như vậy. Nếu biết nội bộ của chúng ta có vấn đề, các cổ đông sẽ không dám mạnh tay đầu tư đâu. Anh biết rồi, nhưng nhìn thấy cái bản mặt nhân nhân đạo đức giả của Lâm Kim, anh ghét quá. Nè, hai người ơi, tâm sự gì mà sai xưa dữ vậy? Hả? Chỉ là bàn về kế hoạch phát triển đàn bò sữa của công ty thôi. Có gì á thì ông chịu đại đi. Chối làm gì? Tôi đâu có bắt tội hai người đâu mà lo. Cái anh này. Thôi, em xin phép đi trước ạ. Nè, anh Phong, tôi thấy cô ta vừa xinh đẹp lại giỏi giang nữa. Ông chịu đại đi, đừng có kén chọn nữa. Ông mà chần chừ nghe, để người khác mà cướp mất á, lúc đó ông đừng có kêu trời nghe. Dường như tôi thấy sáng nay tâm trạng của ông tốt lắm thì phải. Dĩ nhiên là tốt rồi. Tất cả là đều nhờ ông hết đó. Tôi lấy vợ đã được 10 năm rồi, chưa có giây phút nào mà tôi thật sự thoải mái. Kỳ này á nghe, đám cưới của Phi Ân với Lâm Kim á, tôi sẽ đi quà thật là hậu hĩnh. Cảm ơn cậu nhiều. Em từ từ. Ôi dạ. Lâm Kim, anh đính hôn với Phi Ân rồi đúng không? Hả? Em về thành phố. Hả? Đông người về thành phố. Giải thích sao? Tôi muốn anh giải thích ngay bây giờ, trước mặt chú Phong và tất cả đông đủ mọi người ở đây. Anh nói tôi nghe coi, có phải anh và Phi Ân đính hôn rồi đúng không? Tôi chỉ cần anh nói một câu thôi. Vậy phải nói sao ta? Nè, bây giờ á, cậu không giải thích được phải không? Tôi sẽ nói giùm cậu nghe. Đúng. Trời. Thông tin mà cô nghe hoàn toàn là chính xác. Trời. Ủa, nhưng mà tôi thắc mắc, cô là ai? Sao mà đùng đùng sát khí đổ giận vậy? Không lẽ cô cũng là một trong những người đã yêu thầm trộm nhớ Lâm Kim? Lâm Kim. Hả? Gì? Anh đứng lên. Thế này khó quá. Anh đứng dậy. Tôi đang chờ nghe một câu trả lời chính xác từ chính miệng của anh. Có phải anh và Phi Ân đính hôn rồi không? Anh nói đi. Câu này khó mà bỏ đi em. Hay là mình đổi câu hỏi đi. Không lẽ là bây giờ mình phải nói ra là mình đã đính hôn giả với Phi Ân? Và bây giờ sao mà mình nói ra đây? Chứ tại thằng cha này hãm hại mình, phấn đấu thêm một ngày nữa để gì đại cụ. Anh phải Lâm Kim. Anh về đây cụ, anh về đây cụ. Cái gì vậy Lâm Kim? Anh giải thích sao? Anh phóng lao thì anh phải theo lao. Em hiểu không? Anh gì đại cuộc,
anh giải thích sao, hiểu không? Có đúng hay không? Ừ đó, anh với lại Phi Ân đính hôn đó. Anh vừa mới nói cái gì vậy? Anh với Phi Ân đã đính hôn đó. Ây da! Sử Khanh, tiểu giả. Đẹp trai nổi tiếng, đúng là khổ quá. Cứu tôi, kéo tôi lên vậy. Tự anh đi đâu vậy? Tự anh chạy đi đâu mà như ma đuổi vậy Tự anh? Hả? Sao Tự anh khóc vậy? Hay là tôi đuổi theo Tự anh khóc hả? Thôi tôi đi đây. Anh đứng lại. Hả? Chuyện này không liên quan gì tới anh hết á. Chắc là Lâm Khiêm chọc ghẹo về cô hả? Bây giờ tôi muốn về Sài Gòn liền. Anh có về với tôi không? Về Sài Gòn mà có chuyện gì mà về vậy? Bây giờ tôi muốn về Sài Gòn. Anh có muốn về với tôi không? Hay để tôi về một mình? Về, để tôi về với Tử Anh. Nếu muốn về, thì vô dọn anh lấy về liền đi. Ngay bây giờ, ngay tức khắc, không hỏi lý do gì hết. Vậy thì để tôi nói Phi Ân một tiếng nha. Nếu mà nói Phi Ân á, thì khỏi cần gặp tôi đi. 5 phút nữa, hẹn ở sảnh khách sạn. Anh không tới á, tôi về trước đó. Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy trời? 5 phút. Những tấm hình đó chú đã tung hết lên mạng chưa? Dạ, em đã tung hết lên rồi. Em còn cố tình á tô đậm và nhấn mạnh sự việc lên theo ý của anh. Tự anh đã biết chuyện này chưa? Dạ, cô ấy đã biết. Thái độ của nó ra sao? Cô ấy rất giận, mới sáng ra cô ấy đến hội trường để tìm gặp Lâm Kim để hỏi cho ra lẽ. Trước mặt của nhiều cổ đông như vậy, không cần hỏi, không biết là hắn thừa nhận chuyện đính hôn với lại Phi Ân. Đúng như là anh nói, hắn đã thừa nhận việc đính hôn với Phi Ân là có thiệt, nên đã làm cho Tử Anh rất tức giận. Cô ấy đã tát vào mặt Lâm Kim một cái rất mạnh rồi đùng đùng bỏ đi. Theo như tính cách của Tử Anh thì nó sẽ lập tức trở về Sài Gòn mà thôi. Mà chuyện này sẽ không có lợi cho mình. Nếu như có thể giữ chân nó lại và thu âm những cuộc nói chuyện của nó với Lâm Khiêm và để giải oan cho nó, chắc chắn nó sẽ kể ra chuyện Kim Chi và Lâm Khiêm gặp nhau. Nếu cùng băng đó lọt vào tay của Trần Nam thì nó sẽ được phát huy tác dụng. Anh quả thật là sáng suốt. Tử Anh đã biết mặt của tôi, cho nên việc theo dõi tôi giao cho chú. Về phần của tôi sẽ theo dõi Phi Ân với Vũ Bằng. Chỉ cần một trong hai đứa khai ra sự thật thì tôi với chú không uổng công rồi. Dạ, em hiểu. Tôi đi trước đây, chú nhớ làm theo những gì tôi dặn. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới sức khỏe và sử dụng sản phẩm có chất lượng ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, mức tiêu thụ sữa ở Việt Nam hiện tại là 14 lít trên một người trong một năm, thấp hơn so với Thái Lan là 23 lít và Trung Quốc là 25 lít. Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ và mức tăng dân số là trên 1%. Thu nhập bình quân trên đầu người tăng 6% trên một năm. Đó là một điều kiện để thị trường sữa phát triển mạnh, ít nhất là trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên, với sự phát triển của nền kinh tế và văn hóa, người tiêu dùng ngày càng hiểu biết hơn và có sự khắt khe hơn trong việc chọn sản phẩm sữa. Và cách duy nhất để giữ vững thương hiệu đó là chất lượng sản phẩm. 50% chất lượng sản phẩm sữa đầu vào quyết định chất lượng sản phẩm sữa đầu ra. Vì vậy, nhà nông và nông trại đóng vai trò rất quan trọng.
trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Sản lượng sữa bò nguyên liệu hiện tại chỉ đảm bảo khoảng 28% tổng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất sữa. Chính sự thiếu hụt nguyên liệu này cộng với chi phí đầu tư cho dây chuyền sản xuất quá cao khiến cho một số doanh nghiệp sử dụng sản phẩm sữa khô thay thế, và điều đó khiến cho người tiêu dùng cảm thấy mất lòng tin ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng ta. Để tạo lại niềm tin cho người tiêu dùng, chúng ta cần phải có những chiến lược phát triển dài hơi, đó chính là chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, và chi tiết hơn đó là đầu tư vào nông trại và phát triển đàn bò sữa. Đúng là một sáng kiến hay. Anh Phong, tuổi trẻ tài cao, dám nghĩ dám làm.